Hello các bạn và anh chị em nha. Bây giờ mình sẽ gắn móng nha các bạn. Mấy cái móng này, mấy cái thịt nó núng là khó làm lắm nha các bạn. Mà mình mà đang yếu yếu á, mình đang yếu yếu mà mình nằm chiếu á, mình gặp cái mấy cái móng này là mình dễ gây ra tai nạn lắm nha các bạn. Gây ra tai nạn giao thông á quý vị. Ok. Bình thường không gắn 5 ngón lần mà giờ mấy cái móng này không dám gắn 5 ngón lần luôn á. Để cố gắng coi sao ha. Tại nó nhỏ nó khó làm á các bạn. Nhỏ thứ nhất là nhậm cái móng nó nhỏ, cái thứ hai nữa là nó cái khóe nè, sâu quá các bạn. Nó sâu quá anh chị em và các bạn. Anh chị em thấy không? Mình phải gắn kỹ ha. Nó nhỏ, móng nó khó làm hơn chút xíu, mình phải chú ý. Hello, hello. Hello cho mấy đô nha. Móng nó vừa thụt ngay trong này, nói chung là cái này cũng phải là khó làm lắm, nhưng mà nếu như mà những bạn mà chân cây nước mà thường mới làm á, gặp mấy cái móng này cũng thường hay bị chảy máu á các bạn thấy không? Nhiều khi là thấy không? Chưa làm gì mà đã chảy máu rồi thấy chưa? Chưa làm mình chưa đụng vô gì đã chảy máu rồi. Đặc biệt mấy cái hangnail, mấy cái thịt á, nó thịt mà nó núng vô á. Mấy cái khóe mà nó núng thịt á. Nó núng nín á. Là nó hay bị chảy máu lắm. Làm hết sức là cẩn thận nha. Dù ít thôi. Đắp làm sao mà để cho dũa ít thôi. Cái bắt đầu mình dũa đắp đẹp xong rồi bắt đầu mình dũa chút xíu là coi như là mình xong luôn. Mình không dũa nhiều nha. Dũa nhiều thì cái khả năng mà chảy máu rất là cao á. Ok. Khi mà mình gắn móng mình ốp nó vô nha. Mình lấy cái móng mình ốp nó vô, ốp nó vô. Hãy chích keo, chích vô giữa thôi. Nào, thấy không? Ướp nó vô, ướp nó vô. Rồi, xong. Cảm ơn anh Phong là một người thợ nail có tâm nhất, luôn chia sẻ với mọi người. You welcome em. Yến Si hả? Yến Si Tình hả? Kêu Yến Si Tình nha. Trời, sao cái này nó bị quẻo rồi. Rớt nước mắt. Thiệt là rớt nước mắt. Rồi bây giờ mình sẽ xài cái này. You will square round right? Your nail is gonna be 65, okay? About this length? Shorter, because by the time I file, it's gonna go down. Okay. Đo móng quanh đây. Tay của em gái này dễ thương không các bạn? Tay nhìn giống y chang như tay của mình luôn. Thật không? Anh ơi sao cái móng nó cong vậy? Thì nó bị nói rồi đó, nó bị cong lên đó, anh lấy keo anh chích vô. Có vậy thôi mà cũng hỏi tại sao nữa, kỳ quá. Biết rồi còn hỏi nữa, quỷ sứ à. Bên đây mình cắt nó xa xa ra chút, lát mình dê vô. Mình đo móng cuticle chứ cuticle. Tay này nói chung là cũng ok, cũng hơi khó làm hơi chút xíu chứ không phải là quá khó nha. Mình đi làm mình kiếm tiền mình lựa mấy tay nào mà dễ dễ mình làm á các bạn, còn mấy cái tay khó mình chừa cho người khác ha. Đó, mình làm vậy là mình sống vậy là chắc cũng bền lâu lắm á. Ha, bên anh em chắc có bền lâu lắm á. Cái kèo nào thơm là mình ăn hết.
Còn mà cái chè nào mà chua chua là mình đá ra liền ha. Mình đá ra liền, mình lựa thời cơ là mình đá ra liền ha các bạn. Để chơi thôi nha, chơi thôi nha, đừng tưởng thiệt nha. Ok, giới thiệu với các bạn là Phong có cái lớp học làm nail nha các bạn. Phong có cái lớp học làm nail căn bản, từ căn bản cho đến nâng cao, tổ chức ở Dallas, Texas tháng 8 nha, ngày 7-8-9 nha các bạn. Cái lớp đó là nó gần full rồi ha các bạn, nó gần full rồi. Thì các bạn nào muốn lấy cái chỗ đăng ký cái lớp học đó để mà đi học, mà để mà làm nail đi kiếm tiền ha. Những bạn nào mà tay chân nước á, mà đang muốn đi lên làm bột ha, đi kiếm tiền cho nó thoải mái chút xíu á, hoặc là những bạn nào mà làm nail đã cũng khá lâu rồi mà nói chung là cũng cà chật cà chuột á, làm bữa đực bữa cái này, nhiều khi làm xong mà khách nó quậy quọ hay là chủ nó phàn nàn thì cũng buồn các bạn, thì đi đăng ký đi học ha, để cho mình có một cái căn bản tốt để mình đi làm nail, mình đi kiếm tiền. Ok các bạn, sau khi mà mình gắn móng xong thì luôn luôn nhớ khi mà mình đắp bột màu á thì quy ra nè, make this one, cái gáp này đó mình mài nó xuống ha, mình mài nó xuống, tại vì nếu mình không mài xuống lát hồi á mình đắp bột á, hai bên đây mình vuốt nó mỏng đi mà nó sẽ lòi cái đường lằn ngay đây, nó lòi cái gáp ngay đây nè, cái khách nó sẽ hỏi là ủa cái này là cái gì vậy đó. Khách mà nó hỏi, nó chỉ vô đúng ngay cái chỗ này, nó hỏi ủa cái này là cái gì vậy, là thấy xong rồi đó ha. Tai họa chuẩn bị đến với gia đình chúng tôi ha các bạn. Để tránh cái chuyện đó thì mình mài cái cạnh này đi, để khi các bạn biết mà vuốt bột và vuốt hai bên nó mỏng mà thì nó sẽ lộ ra cái đường lằn, thì nó tránh được cái chuyện đó, thì ngay cái giây phút này thì mình phải mài cho nó mỏng xuống ha. Chỗ này là dễ chảy máu quá ha, không dám dũa luôn, tại chảy máu sẵn rồi. Rồi sau khi mình mài xong thì mình sẽ tiến hành mình bỏ primer vô nha. Ở đây cái primer Phong xài là của Chisel ha. Cái primer của Chisel nói chung là nó không có bị lip móng ha, nó rất là chắc cái móng của mình. Hello các bạn và anh chị em nha. Hello, what's your name? My name Karem Canh Chuối, nice to meet you. Hello các bạn mới tới ha. Xin chào anh chị em và các bạn. Mình bỏ primer, mình không bỏ nhiều nha. Mình bỏ ít thôi. Bỏ nhiều khách tay nó bị phỏng á các bạn, nó ngứa, nó phỏng á, nó khó chịu cho khách á. Còn nếu mà các bạn nào mà muốn ghét chủ á, con chỉ cho các bạn nè. Các bạn nào mà cảm thấy không ưa chủ á, mở cái chai này ra ha. Mở chai này ra đổ thẳng lên bàn luôn. Hai ngày xài chai nha. Mỗi ngày xài nửa chai. Ok, bây giờ cái màu mình xài, bữa nay là mình xài cái màu Solid 182. Và cái mình sẽ làm ombre ha, mình ombre với cái màu Candy 17. How many finger you want the ombre honey? One. Just one on ring finger? Yes. Sure right? Yes. Okay. Giờ làm ha. Cái bột nè. Mình thử coi bột coi nó có chảy không ha. Bột này ok đó. Cục bột này hơi bị ngon ấy. Nếu mà cục bột nó chảy á, các bạn dốc cái tay xuống như vậy nha. Các bạn
dốc cái tay xuống như vậy, bắt đầu mình đợi cho bột nó săn săn lại, bắt đầu mình làm. Mình phải biết câu giờ ha. Và trong cái chuyện làm nail của mình phải biết nó cũng như là làm người vậy đó bạn, cũng phải biết nhu cương đúng lúc ha. Lúc mà cục bột nó đang ướt á thì mình chậm lại chút xíu, mình nhường nó chút xíu, mình đợi chút xíu. Lúc mà cục bột nó khô là mình phải làm nhanh tay lên ha, giúp bột cái lực nó, mình cho thêm nó cái lực để mà giúp bột cục bột nó đi ha. Rồi lấy cục bột nè, Candy 17 nè, bỏ ngay đây nè, để xuống chút nhẹ một cái đó, vậy là đủ rồi đó ha, đâu có gì khó khăn đâu các bạn. Bây giờ ombre nó là một cái kỹ thuật mà căn bản ai cũng phải biết nha, chứ nó không phải là nâng cao đâu nha, nó là căn bản ai cũng phải biết để mà đi làm kiếm tiền ha. Bây giờ đi làm nail mà nói tôi làm ombre xấu quá là thấy là một cái sự thiệt thòi rồi ha. Cái người chủ của các bạn mà biết như vậy đó thì khi mà khách tới, mà khách của tiệm á, họ cũng sợ mất khách á, họ không giao khách cho các bạn làm, các bạn cứ ngồi chơi đó đi ha. Khi nào gặp những cái khách mà thường thường hay gì á, họ giao cho ha. Thì bởi vậy các Phong mới nói các bạn là cái ombre là các bạn cần phải biết và biết giỏi luôn để mình đi làm kiếm tiền ha, chứ không phải biết sơ sơ ha. Ha, không phải là biết sơ sơ biết làm sơ sơ á, đi xin việc á, cái người chủ hỏi em biết làm ombre không á, dạ em biết sơ sơ, rồi xong luôn, cuộc tình dĩ vãng đã cho đi vào quên lãng luôn. Rồi mình cho bột clear vô ha, mình cho bột clear vô đây nè, vuốt nhẹ một cái nè. Just one only honey. You like it? Yes. Hỏi làm cái đâu hỏi khách tới đó ha. You like it? Mình nói yes I do là ok. Mà làm cho khách mà hỏi you like it, nói là tao cũng không biết nữa à. I have no idea là thấy à. Tới công chuyện à. Tao quả chuẩn bị đến với gia đình chúng tôi quý vị ơi. À, cục bột này hơi chảy nha. Gặp những trường hợp này lấy nó ra luôn. Mình lấy nó ra luôn chứ mình không có để yên vậy ha. Bây giờ mình lấy ít nước lại ha. Mình lấy cục bột chuẩn lại. Giờ bây giờ mình bỏ ở đây tại cái ngón út thì nó hơi nhỏ đó. Đưa vô mình đưa cho nó khéo chứ không nó chàng khỏe. Đó cũng là một cái kinh nghiệm đó các bạn. Mình đừng có cương với bác sĩ Cường nha. Mình cương là mình sẽ gặp bác sĩ Cường á. Đó, mình thấy cứ cục bột mà nó chảy ra hết là lấy ra luôn. Đó, rồi mình lấy cục bột khác mình đắp. Nhà mình có điều kiện mà, đâu có gì đâu hả, bỏ cục bột đó đi, lấy cục bột khác. Vuốt bên trái, vuốt bên phải nè. Dùng cái mũi cọ nè, cắt bột đấy, chấn cái bột. Chấn bên trái ha, chấn bên phải. Khi mà cục bột nó ướt thì rất là khó lấy bột ra ha. Còn nếu mà nó còn ướt á, thì móc cục bột ra rất là dễ. Khi mà bột nó ướt á, thì mình móc cái là nó dính. Ha, thì có một cái cách đơn giản là mình lấy chút xíu nước mình dầm đây để mình móc là nó ra ha các bạn. Hello các bạn mới vô nha, Phong cũng muốn giới thiệu với các bạn Phong có cái lớp học làm nail từ căn bản cho đến nâng cao, phù hợp cho những bạn nào chưa biết làm nail ha, chưa bây giờ làm nail từ chân tay nước muốn lên làm bột, hoặc là những bạn làm bột rồi nhưng mà cũng chưa có cái căn bản á, cũng chưa biết làm nail nó đi tới cái bờ bến nào á, học người này chút học người kia chút, đâm ra nó làm á mình cũng cà chật cà dù đó các bạn. Đó thì đăng ký cái lớp học làm nail tháng 8 nha các bạn ơi, ngày 7-8-9 ở Dallas, Texas nha các bạn. Đó, mình vuốt bên trái, mình vuốt bên phải, rồi mình dùng cái mũi cọ này mình cắt cái bụng cái, mình dùng cái sóng lưng của cây cọ mình chấn nó, rồi mình móc cục bột ra. Ha, thấy nó còn ten vậy có nghĩa là bột nó hơi khô đó, mình lấy chút xíu nước móc ra cả là nó đứt. Chấn ngay xếp. Và phải ghi nhớ là cái móng này là một cái móng, cái cuticle nó sâu, cái thịt nó núng na núng đấn á, thịt nó nút nít á, thì dũa, hạn chế cái chuyện dũa đi các bạn, dũa nhiều là nó sẽ bị chảy máu đó các bạn ơi ha. Ok rồi, bây giờ Phong chỉ cho các bạn lấy bột nha, đây là cái hũ bột ha,
Hũ bột này là hũ bột Chisel Solid 182. Anh yêu em, anh dắt em vô lầu 2, vô lầu 2 hai đứa mình là lai rai. Hả? Hả của bột ngay đây nè, cho nó tròn khỏe luôn nha. Đưa vô ấn vô vừa vừa thôi, đừng có ấn mạnh quá, cục bột nó bè ra, nó tràn lại cái khóe. Đưa cục bột vô vừa vừa thôi nha, chứ không phải là nhấn cho nó xè ra là bắt đầu nó chảy tùm lum ra là bắt đầu lo đi vét thôi. Nổ cái chuyện mà đi vét bột hay kia đi khổ thôi là hết giờ. Hết giờ là hết giờ gì các bạn biết không? Hết cái giờ mà bột nó dẻo để cho mình vuốt bột á. Nó hết, nó qua cái khoảng thời gian nó đi là bột nó cứng lại. Nó cứng lại bắt đầu mình vuốt đâu được nữa. Đó là thấy xong rồi. Thấy xong rồi ha. Đắp cục bột mà tới đây cái mà vuốt nó không đi nè, thấy là không ổn rồi Đại Dương ơi. Ừ, báo thua. Móc ra liền. Đó, móc ra liền lấy cục bột khác đắp ha, chứ đừng có ngồi đó mà nhây với nó. Mình đừng có nhây với cục bột nha. Mình nhây với cục bột làm phiền lắm ạ. Mình bồi cục này bắt đầu biết sao. Biết sao lấy thêm cục bột ha. Xong bồi bên này, đắp bên kia. Trời ơi, lá hồi đắp xong giờ vũ muốn chết luôn. Vũ muốn chết luôn quý vị. Là không được ha. Nếu mà mình cảm thấy nó không ok, mình gỡ ra luôn. Mình đắp lại cục mới ha. Chứ mình đừng có chơi cái chiêu mà cố đấm ăn sôi, cố đấm ăn sôi nha. Không có ăn nổi đâu. Nha. Yeah. Cái đó là những cái kinh nghiệm Phong truyền cho đài cho các bạn đó. Bây giờ là lấy bột ha. Cái móng ngón cái này thì nó nói chung là nó bự ha. Nó bự thì mình lấy cục bột nó bự chút xíu. Còn có mình lấy hai cục bột. Ở đây thì Phong chắc chơi một cục thôi. Đắp hai cục lâu lắm. Dốc cái tay xuống liền ha. Trái nè, phải nè, mình phải biết xử lý tình huống nha. Cắt bột cái đã, bột nó tràn ra từ từ nè, tràn ra nè, đưa nó vô nè, bên đây tràn ra luôn đúng không, đưa nó vô rồi xài động từ cua luôn các bạn. Mình xài động từ cua luôn, mình đụng cái gì mình chơi cái đó luôn các bạn. Chứ giờ sao, chứ giờ bột mà nó chảy ra quá giờ sao giờ ha các bạn. Hả? Có đôi khi mình cũng phải xài động từ cua đó các bạn. Lúc mà Phong mới qua Mỹ á, Phong mới qua Mỹ Phong đâu biết nói tiếng Anh đâu. Hả? Khách nó nói gì Phong toàn là xài động từ cua không à, lấy cái tay cua á, gọi là động từ cua. Mà nếu mà mình xài động từ cua mà khách nó không hiểu thì bắt đầu mình phải chuyển qua cái động từ quắc quắc. Biết động từ quắc quắc không? Quắc chủ lại hết á. Lúc mình mới Việt Nam mới sang các bạn đâu biết tiếng Anh gì đâu. Nói gì cũng dép. Nói gì cũng dép dép. Ok ok. Tiếp tục lấy cục bột ha. Mình đợi cho cục bột nó hơi khô chút. Mình bỏ lên trên cái khóe. Ok, bắt đầu mình dùng cái mũi cọ nè ha. Mình phải đẩy cái bột lên trên sát cái khóe và mình dặm cái khóe của mình cho nó sát vô. Rồi bắt đầu mình, khi mà hai bên cái khóe nó đầy đủ bột rồi, bắt đầu mình tiến hành vuốt bột từ phải qua trái. Trái nè, phải nè. Để cắt bột nè, bột một cái nè. Nếu mà bột của mình nó bị thiếu hai bên á, các bạn biết lý do tại sao không? Biết lý do tại sao mà bị thiếu hai bên không? Thiếu ở đây không sao nha, nhưng mà thiếu ở trên đây á, các bạn biết lý do tại sao không? Là do mình không có dàn cục bột ra hai bên á, để bắt đầu mình vuốt bột xuống á. Thì thiệt sự ra bột mà nó, mình phải dàn cục bột nó ra tới cái đường biên này rồi mình vuốt xuống á, thì bột nó sẽ đi xuống dưới đây ha. Bột nó ra cái đường biên này xuống đây, tuy nhiên mình thả cục bột mới tới đây à, thì xuống đây thì nó sẽ bị thiếu bột hai bên thôi, chuyện đó là chuyện đương nhiên ha. Và cái móng này là cái móng ombre nè, cục
cục bột này bỏ đi. Cái bát xôm hả? Nhẹ nhàng nè, bột nó rớt, đưa nó lên lại. Vuốt trái vuốt phải ha. Cắt bột một cái nè. Rồi, giờ dùng lấy cái bột 117 này, clear 117 nha. Bỏ lên đây, bắt đầu mình rây nhẹ xuống nè. Vuốt một cái thôi. Thôi đi. Thank you. Rồi ok, bắt đầu mình đẩy lên sát cái khóe nè. Rồi bắt đầu mình cho chút xíu bột clear vô. Clear để mình phủ lại, tại vì nếu mà mình không phủ bột clear lá hồi mình mài nó sẽ bị bay hết mấy cái clear này, nó không đẹp nữa các bạn. Chút xíu thôi, mà cũng không bỏ nhiều nha. Bỏ nhiều nó dày quá, lá dũa mệt lắm. Ok. Khi mà lấy bột á, thì đây là cái hũ bột, đây là cái cây cọ của mình ha. Phong xài cây cọ số 12 ha. Mấy cái bột nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè. Ha, thả cái bột nó vô khóe nè. Đưa sát lên khóe. Thì dùng cái mũi cọ đẩy lên cái khóe liền. Bắt đầu chùi cọ, lấy nước rồi dặm đi giấy, rồi bắt đầu mới dặm cái khóe cho nó sát bột vô. Khi mà bột nó vô ra ngoài được hai cái đường biên rồi đó, mình dàn cái cục bột ra rồi bắt đầu mình vuốt bột xuống bên trái bên phải. Thì nó sẽ không bị cái tình trạng thiếu bột hai bên. Móc cục bột ra ha. Thấy bột nó đang dính không? Cho nó chút xíu nước là nó đứt. Để tránh cái chuyện mà các bạn cắt bột mà cái bột nó cứ dính hoài nó không chịu đứt á. Mình lấy chút xíu nước mình dặm dặm vô cho nó ướt bột ra, cái mình cắt là được. Thả cái bột ngay khóe nè. Đừng có ấn mạnh quá nha. Bắt đầu đưa nó vô, bắt đầu đẩy nó vô nè ha. Dùng cái mũi cọ mình đuổi nó vô trong cái khóe ha. Bắt đầu mình dặm cái khóe nè. Dặm để cho cái cuticle nó sát vô. Cái bột nó sát vô cuticle. Bắt đầu mình vuốt bên phải bên trái. Cắt bột nè. Móc cục bột ra, thấy nó dính không? Cho nó xíu nước này đứt nè, thấy chưa? Đứt mà nó rớt xuống dưới luôn. Cái ngón cái này thì các bạn, nếu mà các bạn đắp được một cục thì tốt ha. Còn các bạn đắp không được hai một cục thì đó, các bạn đắp hai cục. Các bạn thấy không? Vuốt bên phải bên trái. Trái nè, phải nè. Vô giữa nè. Mình vừa vuốt mà mình vừa miết cái cục bột xuống cho nó xuống nha. Chứ mình vuốt mà cái lực mà nó yếu quá đó, nó bột nó cũng đi. Mình vừa vuốt mà mình hơi miết nó xuống chút xíu. Miết là sao? Miết là vậy nè. Miết không? Kéo nó xuống. Vuốt vừa kéo nó xuống. Vừa miết nó xuống. Ha. Chứ mình vuốt dày á, bột mình khều khều, bột đâu đi các bạn. Yếu quá hả? Yếu quá chưa ăn cơm hả? Yếu quá, bột nó không đi. Ok, rồi.
bắt đầu mình chùi cây cọ của mình ha. Đây là cây cọ size số 12, cọ nhỏ. Chùi xong bắt đầu mình lấy giấy mình thấm vô để mình lấy cái xếp của nó lại ha các bạn. Ok, bạn nào muốn order cây cọ này thì các bạn vô cái website của Phong nha, phongtrinhart.com. Cái bột màu hồng này là Salad 182 của Chisel. Cái bột này là cái bột Candy 17. Rồi bây giờ bắt đầu mình dũa ha. Những bạn nào mà nhát tay á, thường mình mới làm á, nhát tay á, mình nhát tay á, anh chị em xài cái đầu dũa này gọi là cái đầu dũa Diamond Clean ha, sợ bị chảy máu. Mà tại vì biết sao, thịt nó núng nè, thịt nó núng là nó dễ cắt vô lắm nè các bạn thấy không, chút xíu thôi là cái thịt này chút xíu thôi là biết là chảy máu liền à, nguy hiểm. Thì mình xài cái đầu dũa này ha, mình chạy chia cồ trước đi. Mình chắc cú trước đi, nó không có chảy máu nha. Cái dũa này ha, dũa nó không chảy máu. Cái dũa này Diamond Clean, mà Diamond Clean cái thế hệ thứ hai nha các bạn. Diamond Clean nó có 3 loại, thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba. Thì cái này là cái thế hệ thứ hai ha. Dũa cái này dũa Kiriko trước đi để cho đừng chảy máu, nó sạch bột lắm các bạn. Nhưng mà cái này nó không có đủ mạnh để mình dũa mịn nha, mình chỉ dũa kia cò thôi. Đó, cho nó đừng chảy máu thôi. Nè ha. Cái đầu dũa này là 15 đồng cái nha các bạn. Dũa cho nó an tâm á, nó không chảy máu. Hello Nguyễn Bolero, hello Hoàng Nguyễn Bolero. Nghe cái tên là biết thích hát Bolero ha. Không cũng thích Bolero lắm các bạn. À, không, tới công chuyện rồi đó, cái này chưa dũa, để dũa nhẹ thôi nha. Cái Kiriko này không biết là lấy cái đầu dũa kia lia một phát là rướm máu liền. Tại thịt nó mỏng lắm rồi. À, Phong nói lại ha các bạn, Phong có cái lớp học làm nail. À, Phong giới thiệu các bạn cái lớp học làm nail từ căn bản cho đến nâng cao nha. À, tổ chức ở Dallas, Texas vào tháng 8 ngày 7-8-9. À, cái lớp này phù hợp cho tất cả các bạn nào mà đang làm cây chân nước, muốn lên làm bột, hoặc là những bạn nào mà đã làm bột nhưng mà mới làm còn yếu đó ha, yếu cái xếp, yếu cái kiriko, chưa biết dũa sao cho nó đúng ha. Thì các bạn đăng ký cái lớp học này. Cái lớp học này cái ngày đầu tiên mình sẽ học tất cả những cái gì nó căn bản nhất của làm nail, gắn móng sao, đắp bột sao, lấy bột sao, vuốt bột sao, xài cọ sao. Ha, nói chung là tất cả những cái gì mà nó căn bản nhất mình sẽ học vào ngày đầu tiên. Ngày thứ hai mình sẽ học dip, mình học tất cả những cái gì về dip ha. À, dip ombre rồi hả, dip gắn móng rồi dip marble sao mà làm dip làm được marble nha các bạn. Đó, tất cả những cái gì về làm dip là mình học ngày thứ hai. Còn những ngày thứ ba mình sẽ học nâng cao lên ha, mình sẽ học ombre đắp và ombre dip và pin and wire hai các bạn. Và nếu mà còn giờ, còn kịp giờ đó thì mình sẽ học những cái vẽ thông dụng trong salon ha, vẽ dip frame rồi vẽ bông hồng mấy này kia để mình nâng cao lên. Nhưng mà cái lớp này là trọng tâm là lớp căn bản ha. Tuy nhiên những bạn nào mà học nâng cao quá thì sẽ không phải coi các bạn, nếu mà các bạn muốn nâng cao lên thì phải để cho con coi cái level các bạn có đủ để mà học nâng cao không.
Tại vì quan trọng nhất là căn bản phải có thì mới học nâng cao được ha. Chứ basic mình chưa nắm á, mình học nâng cao mình cũng dễ bị gãy lắm á các bạn ơi. Mình chưa có một cái kiến thức về bột, chưa có một cái kiến thức về cái product rồi dũa xếp làm sao đó, chưa biết dũa xếp làm sao mà nhào vô học nâng cao thì không được đâu nha. Học phí hoài công sức thôi, cũng chả có cái bờ bến nào đâu ha. Thì mình phải học nâng cao, mình học căn bản trước rồi mình học nâng cao. Thì cái lớp học tháng 8 diễn ra vào ngày 7-8-9 ở Dallas, Texas nha các bạn. Các bạn nào mà học ở xa đó, Phong có hỗ trợ ăn uống rồi chỗ ở cho các bạn luôn, các bạn không tốn gì hết nha, chỉ có tốn tiền đi học thôi à. Đồ dùng học tập thì các bạn cọ rồi dũa rồi bột rồi Phong cũng tặng cho các bạn luôn, không phải Phong tặng mà là công ty chi rồi tặng cho các bạn ha. Riêng bản thân Phong thì tặng cho các bạn đồ dũa, cọ đắp bột ha, để nói chung đầy đủ tất cả các thứ để mình phục vụ cho cái chuyện học. Ăn uống Phong cũng lo cho các bạn luôn, chỗ ở Phong cũng lo cho các bạn luôn ha. Không phải là một người phòng đâu nha, người phòng lớp 20 người, không lẽ mướn khách sạn 20 phòng hả? Không có chuyện đó đâu nha. Nhưng mà nam ở riêng, nữ ở riêng ha. Nam nữ không được ở chung đâu nha, đừng có tưởng bở nha đó. Thì nhưng mà cái chỗ ở thì thứ nhất là nó thoáng mát, sạch sẽ, mát mẻ ha. Quan trọng nhất là sự sạch sẽ đó. Thì các bạn muốn đăng ký lớp học đó thì inbox cho Phong ha, hoặc gọi số phone 818-747-8781. Ok các bạn. Lưu ý nhớ khi mà mình dũa đó thì mình không có đè cái đầu dũa nha. Mình không đè cái đầu dũa. Mình đè cái đầu dũa thì thứ nhất là khách nó đau tay, cái thứ hai nó sẽ bị mất bột, cái thứ ba là mình sẽ rất là mệt. Rồi bây giờ tới khi mình dũa ha. Đặt cái cây dũa cho nó đúng nè. Đặt cái cây dũa thẳng nó ha. Dũa cái đầu móng. Khi mà dũa cái đầu móng thì mình để cái cây dũa nó thẳng vậy, mình đừng để vậy ha, mình cũng đừng để vậy, mình để thẳng vậy nè, mình để thẳng thì nó mới dũa, nó mới ra cái đường thẳng được. Sau khi mình dũa xong thì mình nhớ là trước khi mình rời qua cái móng kia mình phải lia hai bên hông để cho những cái ba vớ đó nó bị mất đi ha. Mình lấy cái xếp cho nó thẳng từ trong nó thẳng ra. That shape good. Honey. Router. Yeah. Router. Ok. She wants square round, so we gonna do square round for her. It's good? Yes. Alright. Làm cái đâu hỏi khách cái đó không? Cũng là một cái sự kinh nghiệm của mình đó các bạn. Chứ mình làm mà mình không hỏi khách á, nhiều khi khách nó không thích á. Cái mình làm xong khách nó không thích. Buồn á các bạn. Mình buồn, mình vừa buồn mà mình vừa quê nữa chứ. Thì mình làm cái đâu mình hỏi khách để làm theo đúng ý khách nha. Nhiều khi không phải là mình làm đẹp mà khách nó thích đâu, nhiều khi khách nó không thích đẹp. Khách nó thích cái kiểu của nó. Cái kiểu của nó rất khó hiểu. Thì mình phải hỏi khách. Bo tròn hai bên nè ha. Bo chút xíu thôi, bo nhiều quá nó mất cái đẹp của cái square. Nè, đặt cái cây dũa vô nè. Khi mà mình đặt cái cây dũa mình đặt như vậy nè, thì cái thịt của mình nó giữ cái cây dũa lại thôi. Thì bắt đầu mình lấy xếp từ cái chỗ đó, mình dũa cái cạnh nè, dũa từ cái cạnh ha. Bắt đầu mình ôm cái xếp lên để mình làm cho cái sidewall nó mỏng đi. Để qua đây nè, dũa cái cạnh ha. Bắt đầu ôm cái xếp lên, rồi bắt đầu dũa cái đầu móng nè. Bắt đầu lia hai bên hông nè. Lia hai bên hông nè. Là xong. Làm xong khách nói không thích, không chịu trả tiền là té gái luôn chứ buồn gì nổi anh. Thì nói vậy thôi chứ mình lá chim mà mình nói vậy hơi kỳ đúng không? Nói vậy kỳ, nói vậy là hiểu rồi. Có những sự thật mình không cần phải nói hết, mà mình chỉ cần nhấp một cái thôi là mình biết cá lóc hay là cá chê rồi ha. Mình phải biết, mình nhìn cái mạc là mình biết cái màu rồi đó. Mình nhìn cái áo mà nhìn cái mạc thôi là biết cái màu nó màu gì rồi không. Nhấp một cái thôi là mình biết cá lóc hay là cá chê rồi. Mình đâu phải nói hoạch tẹt ra làm gì. Nha quý vị. Bắt đầu quay ngược cái tay lại nè. Nhìn cái sếp ha.
thiệt lòng mà nói cái shape square round nó đâu đẹp đâu các bạn, nhưng mà cố gắng làm cho nó đẹp ha. The color is very pretty, honey. You like it? Yeah. See? Làm đến đây mình nói hỏi khách có thích không, mà khách nói say yes là ok. Mình thực sự đó, mình hỏi khách có thích không, có nghĩa là các bạn biết thực sự ra cái câu hỏi đó nó mang một cái ý nghĩa gì không. Mình hỏi khách có thích không, có nghĩa là em có chịu đồng ý trả tiền cho anh cái bộ nail này không. Mà khách nào nói yes có nghĩa là ok em trả. Thế mà nói là khách mình nói là I don't know John, I'm not sure John, có nghĩa là tao chưa chắc người ta happy tao trả bộ nail đâu đâu nghe. Thực chất là nó vậy thôi quý vị. Sự thật lúc nào cũng trần trụi đúng không các bạn? Kệ đi, mình sống bằng sự thật mà ha. Kệ, mình đi làm kiếm tiền mà ha, cái gì đâu. Mình làm cái đâu mình hỏi ha, khách cái đó ha. I like it đồ ha. Love it đồ ha. Làm màu nào ra cũng love it. Làm màu nào ra cũng like it. Nhiều khi khách nói trời cái này thấy nó không đẹp, nó trời mình thấy nhiều khi mình thấy nó xấu thiệt chứ bộ, mà lỡ làm rồi không lẽ nói nó xấu, mình nói trời tao thấy xấu đâu, đẹp vậy thầy, xấu đâu xấu, nói xấu bắt gỡ ra sao. Làm màu nào cũng phải gì cũng lớp việc đó, gì cũng like kịch. Lời nói không mất tiền mua ok, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra. Mình nói mình đâu có mất tiền đâu các bạn, nói thôi mà, có gì đâu, khát nước lát uống nước mát thanh lọc cơ thể đồ nữa, very good. Hả? Cuộc sống mình cũng vậy thôi các bạn, lời nói không mất tiền mua ha, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, nói ra một cái là thấy quê rồi. Hả? Trời ơi sao sao cái tay này hả, bữa trước ai làm mà lip quá vậy. Không, những cuộc chiến tranh trong tiệm nail phát xuất từ đây. Mình ngồi kế bên mà mình nghe là mình thấy nhột rồi. Mình nghe mà cái bên mình nhột rồi, nhớ nha. Tay mà nó clip thì nhớ mình im đi nha. Im đi chứ không phải là mình la lớn lên cho dân chúng nó quê nha. Dân chúng mà nó quê mình nhắm mình sống yên ổn không? Mình nhắm mình sống ok không? Nha. Vậy thôi, trong tiệm nail nó nhiều chuyện lắm các bạn ơi. Phiền lắm. Biết người biết ta nha. Chứ không phải biết mình không mà không biết ta là không được. Biết điều gặp nhiều may mắn nha. Không biết điều gặp nhiều cay đắng nha. Ở hiền lượm được tiền á. Ở ác lượm được rác nha. Ở láo à, có ngày ăn cháo nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình buffer. Buffer xong là bắt đầu mình sơn, cho khách đi rửa tay, bắt đầu mình sơn lên, mình lấy 65 đồng các bạn. Trời ơi quá là sung sướng luôn. Quá là sung sướng. Bản thân em giũa sếp square này là thấy là khó nhất. Xoảy cái là niền liền, niễn liền. Đúng rồi, chính xác đó. Ai mà nói đúng như vậy, để ngó trên coi. Ai mà nói chính xác như vậy. Ngộ không, úi giời ơi, ngộ không. Ngộ tịnh đâu rồi ngộ không. Ngộ năng, ngộ tịnh, ngộ không. Mới có ngộ không thôi à. Mới có ngộ không ở đây không à. Còn ngộ năng với ngộ tịnh đi đâu rồi. Can you wash your hand with a brush and a soap? Ngộ không nói gì đây. Lấy cái quạt ba tiêu ra phủi bụi coi. Anh Phong ơi, anh Phong em bị capillary toenail thì làm. Sorry anh, capillary toenail. Bị gì?
như bản thân em thấy square round, trời ơi, cái gương mặt của ai đây hả? Cái gương mặt của ai dần dần đây, trời ơi, không nói đâu nghe hả? Thế nào đây, lên tiếng rồi hello, vui Mipi, anh đang ở Mỹ hay Canada? Anh đang ở ở Mỹ em, anh đang ở Mỹ. Lý Quốc Tường đẹp trai lắm các bạn, anh chàng này ở bên Cali đẹp trai lắm, người mẫu mà, giàu có nữa, giàu có đẹp trai học giỏi nữa chứ, hành tinh nào mà chịu nổi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy acetone mình chùi, lấy 65 đồng khách vui vẻ, để make sure cái sự vui vẻ đó mình sẽ hỏi khách do you like it honey. Đó, thấy chưa, nghe vụ gì không, nghe gì không, yes I am, yes I am, what your name, my name cho em chanh chuối, nay cho biết you. Rồi, lấy cái máy treo rồi bắt đầu mình lấy cái top coat này nha các bạn, chisel black diamond ha, mình sơn lên là xong, sơn lên đá đầu móng nha. Cái kim tuyến này nhìn cũng đẹp lắm, cái này là candy nè, size 17 nha các bạn, candy 17 của chisel, candy 17 của chisel nha, chisel chứ không phải chisel nha, chứ không phải Chelsea nha, mà là Chizo, y chở chi quyền sổ. À, anh nói gì đây? Hola, saudos, đi shop la Mexico, rồi thua luôn. Hello, honey. Hola, como está? Muy bien, lo siento. I don't know Espanol, honey. Sorry, honey. I just know a little bit poquito. I just know English poquito. Poquito corazón. Anh rất ngưỡng mộ. Rất hâm mộ em. Phong á hả? Trời, hâm mộ Phong làm gì? Phong mà cũng người làm nail bình thường thôi. Hâm mộ làm gì anh Danh? Cái người nào mà phải là cao siêu lắm mà phải mới hâm mộ chứ, Phong bình thường hả? Phong bình thường thôi, đi làm nail thôi chứ có gì đâu mà hâm mộ chứ. Cái gì đâu nè. Ok, giúp lấy sếp nha. Put it in honey. Thank you very nhiều nha. Thấy cái vòng vòng cái khúc dưới đây không dám bán mảng tới luôn ha. Mình sơn top coat mình đừng có để sơn lên tràn lên cái da nha, lấy ít top coat thôi, lấy vừa thôi nha. Cái vừa phải phải thôi, một vừa hai phải thôi nha. Cái gì cũng vậy á. Cái gì cũng dùng một vừa phải thôi ha. Sức người có hạn, lựu đạn có chốt. Ok. Cái gì cũng vừa thôi, đừng nhiều quá. Người khôn mà nói lắm cũng nhàm các bạn đúng không? Bởi vì mình bỏ thấp cốt vô mình cũng bỏ vừa thôi. Cái gì cũng vậy á, vừa phải thôi. Một vừa hai phải, sức người có hạn và lựu đạn luôn luôn có chố. Rút cái chốt nó ra sao các bạn? Rút cái chốt nó ra là một cái bụm. Nhiều khi mình cũng muốn sống thanh lịch á, mình nói chuyện đàng hoàng lắm á, mà cái tánh của mình nó nhảm nhí quá, giờ sao giờ tánh của mình nó vậy các bạn, vui vẻ và nhảm nhí. Put it in honey. Rồi bắt đầu cho dầu vô nghe. Bắt đầu cho dầu à, bắt đầu mình chơi cái chiêu là tiếng hát, át tiếng bom nha.
Sống đơn giản thôi không? Giờ là lấy được 65 đồng rồi. Cái này khô chưa gì trời. Thôi chỗ đó né ra đi, né được né luôn đi. You like it, honey? Câu hỏi gì rồi, mang ý nghĩa là em có chịu trả tiền không? Nói yes em trả. Tới cái nước này mình nói là hỏi nó, mình nói nó không thích là thôi thua. Không ổn rồi đại dương ơi, tai họa đến với gia đình chúng tôi rồi đại dương ơi. Ok, cảm ơn các bạn ha. Bạn nào muốn đăng ký cái lớp học tháng 8 thì đăng inbox cho Phong hoặc là gọi số phone 818 747 8781. Bạn nào muốn order những cái cọ double, những cái đầu dũa hoặc là hỏi cái gì về cái làm nail đó, mình bị cái này bị cái kia, nhiều khi các bạn không biết hỏi ai, hỏi Phong ha. Ở Phong không có giờ Phong trả lời hết cho các bạn nha. Bữa nay chưa trả lời được thì ngày mai trả lời. Ngày mai chưa trả lời được, ngày mốt trả lời. Ngày mốt chưa trả lời được thì ngày kia trả lời nha. Nhưng mà sẽ chắc chắn trả lời. Mà còn nếu mà nhiều khi không trả lời được thì thông cảm nha. Tại busy quá. Ok các bạn, thank you, see you next video. Bye bye.